9 giờ sáng. Mặc dù đây không phải là thời gian cao điểm về giao thông, nhưng tuyến đường Giải Phóng, mật độ các phương tiện tham gia giao thông rất lớn, chỉ cần một sự cố trên đường là có thể gây ùn tắc. Tuy nhiên, các xe taxi vẫn vô tư dừng, đỗ để trả đón khách trước cổng bệnh viện Bạch Mai như thế này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đầu buổi sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Cái ùn tắc là vào trong viện trả thì đôi khi bảo vệ người ta không cho vào đâu. Không cho vào trả khách. Người ta cứ bảo lên trên này, nhưng mà lên trên này thì có biển cấm dừng đỗ, nhưng mà các đồng chí bảo là được trả khách. Được trả khách thì phải dừng chứ, đúng không? Được biết, do khuôn viên của bệnh viện diện tích còn hạn chế, nên nhiều thời điểm để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, bệnh viện đã cho dựng biển báo cấm các phương tiện, xe taxi, xe cá nhân vào trong bệnh viện. Những lúc như vậy, tình trạng xe taxi, xe ô tô cá nhân lộn xộn, dừng đón trả khách ngay bên ngoài cổng bệnh viện, theo đó đã xuất hiện. Nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, khi lưu thông tới đây, vẫy khách, có nhiều tài xế xe taxi còn điều khiển xe với tốc độ rùa bò, khiến các phương tiện lưu thông phía sau ùn ứ. Giờ cao điểm là rất hay xảy ra ùn tắc giao thông, vì có rất nhiều, có khi hàng chục, vài chục chiếc taxi người ta dừng đỗ để đón người bệnh nhân ấy. Thì qua thực tế thì chúng tôi cũng kiểm tra là do trong bệnh viện Bạch Mai là các phương tiện người ta cũng quá tải, nên người ta thường là hạn chế các phương tiện đi vào. Còn về bên ban chỉ huy đội đã đề xuất với cả bên lãnh đạo cấp phòng thì là sẽ tạo một cái điểm đỗ riêng cho taxi rồi người ta dừng đỗ trả khách, để cho hạn chế cái phương tiện bên ngoài đường Giải Phóng này, vì đường này rất là hẹp. Chỉ tính từ đầu tháng 8 năm 2017 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 4 đã lập biên bản xử lý hơn 100 trường hợp xe taxi, xe ô tô vi phạm với lỗi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định trên tuyến đường này. Việc xử lý các trường hợp vi phạm là thế. Tuy nhiên, hễ vắng bóng lực lượng chức năng, các vi phạm lại tái diễn.